cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 2, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội, cổng thông tin điện tử trên nền tảng Facebook của Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo về một trường hợp cô gái trẻ mất tích không rõ nguyên do. Cụ thể, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị Lê Thị Thùy Linh, sinh năm 2003, hiện trú tại số 33 ngõ 1 Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về việc không thể liên lạc được với cô gái này. Chị Linh rời nhà từ chiều ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy vi sinh màu đỏ, chiều cao khoảng 1m6. Lực lượng chức năng đề nghị người dân nếu biết hoặc nhìn thấy chị Linh ở đâu, xin báo cho gia đình theo số điện thoại 0983885786, Chị Anh hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Theo thông tin từ chị Lê Thị Oanh, người thân của chị Linh cho biết, chiều 16 tháng 2, chị Linh rời nhà đi đến vài khu vực cho thuê phòng trọ do mình quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng. Trước đó, Linh vẫn nhắn tin và liên lạc với mọi người. Sau 19 giờ tối 16 tháng 2, gia đình tôi không liên lạc được với Linh. Điện thoại thuê bao Gia đình tôi cũng đã đến những khu vực Linh tới và trình báo công an nhưng chưa có tung tích, chị Anh nói. Theo chị Anh, qua trích xuất camera địa điểm cuối cùng chị Linh đến là tại khu vực nhà cho thuê ở Bồi Sương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Camera ghi nhận lúc này là 18 giờ 35 phút tối 16 tháng 2, chị Linh mặc áo khoác bên ngoài màu hồng. Linh rất ngoan và hiền, không có xích mít với ai. Khi đi, Linh mang theo một xe máy, hai chiếc điện thoại. Chị Anh nói và cho biết gia đình mong sớm tìm được cô gái này.